Vô xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe ngày hôm nay em giới thiệu anh chị và các bạn Đó là một chiếc xe Mazda 3 Phiên bản máy 1.5 Sedan sản xuất là 2016 Xe có ngoại thất là màu trắng nội thất kế da màu đen Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội Biển thì rất đẹp chính chủ sử dụng từ đầu Làm bánh quãng đường là 21.400 km Với những chi tiết đường led của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao cam kết cho anh chị và các bạn là xe không đâm đụng, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc và có hỗ trợ ngân hàng. Lên tới 70% giá trị xe cho các bác đang có nhu cầu mua xe trả góp. Anh chị và các bạn cần xem xe, lái thử, em mời anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng. Dương Vĩnh Auto, số 18, Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước rồi. Anh chị và các bạn tất cả đều thể hiện trên văn bản, trên hợp đồng giấy tờ. Đây là những cái chi tiết về phần đuôi xe anh chị có thể thấy qua thì nó có trang bị cho anh chị các bạn như hệ thống bóng đèn hậu với những phần tạo hình của chiếc xe cũng rất là bắt mắt và thời trang. Biển số của chiếc xe thì cũng rất là dễ nhìn. Với không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó vẫn rất là đẹp. Từ những phần lỉ cốp đến những phần bậc cốp anh chị có thể thấy. Tổng quan chi tiết em quay để anh chị có thể thấy qua. Hệ thống keo chỉ đinh tán là đều còn giữ được độ nguyên bản cao. Em sẽ quay rõ để chi tiết để các bác có thể cùng đánh giá và thẩm định với em. Khi anh chị các bạn xem mà cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng để có thể trải nghiệm đầy đủ hơn về mẫu xe Mazda 3 này. Với tầm giá của chiếc xe bây giờ thì nó cũng rất hợp lý thôi, chỉ hơn 400 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe trong phân khúc hạng C. Có thể cạnh tranh với các đối thủ như là Toyota Corolla Altis hay là Hyundai Elantra, Honda Civic. Đấy, tổng quan về chi tiết về những phần hệ thống sơn si và những phần mép lối mép cả của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp. Cản sau và cản trước thì cũng có một số chỗ sơn lại rồi thì cũng thông tin luôn để anh chị bạn có thể làm rõ. Đấy, chất lượng về ở khung gầm, máy móc động cơ số là còn hoàn hảo và nguyên bản. Đây là những cái chi tiết về hệ thống ghế ngồi, chất lượng ghế ngồi của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp, hàng ghế thứ hai gần như không người ngồi. Với nội thất ghế da màu đen viền trì đỏ tạo lên cái những viền thẩm mỹ cho chiếc xe. Đây là những phần ốc bản lề ở cánh cửa này anh chị có thể tham quan và đánh giá xem là xe cánh cửa này nó có bị tháo ra hay chưa. Với phần cánh lái thì nó có mở cửa thông minh, cánh lái và cánh phụ. Bên trong cánh thì nó sẽ vẫn còn những cái chi tiết như là hệ thống sữa ly lông chưa bóc hết này Đấy, anh chị có thể thấy bậc lên xuống đã được ốp y lốc chống xước rồi chất liệu phần tap ly rồi những phần ốp nhựa mọi chi tiết vẫn giữ được độ hoàn hảo cao ốc bản lề ốc cánh cửa Đấy, những đường led để anh chị các bạn đáng quan tâm về một chiếc xe cũ khi mua xe cũ thì dương vĩnh auto luôn khuyến khích khách hàng mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị các bạn cảm thấy tin tưởng để mình có thể kiểm tra khi mua về sử dụng nó sẽ an tâm hơn Đấy, tránh những cái uh, phiền toái sau này đây là những hệ thống màn hình được trang bị màn hình nồi với những cái phần như vô lăng bọc ra tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có lẫy chuyển số thể thao phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin phòng tua và các thông số an toàn với những chi tiết đường led của chiếc xe Mazda 3 này được thiết kế rất là trẻ trung được rất nhiều anh chị và các bạn đang quan tâm với tầm giá bây giờ thì nó cũng rất hợp lý chỉ 450 triệu Giá này em vẫn còn thương lượng và giảm giá khi liên hệ trực tiếp hoặc qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm. Đây là những cái phần máy móc của chiếc xe thì em cũng quay rõ để anh chị có thể đánh giá cùng em từ những phần chỉ à, lắp cabo đến những cái phần à, dập lổi dập tròn của nhà sản xuất, những phần đinh tán, ốc dàn đầu, ốc khung xương, ốc mặt máy, ốc chân máy, mọi chi tiết em quay hết để anh chị có thể đánh giá cùng em cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ rất mong anh chị và các bạn quan tâm ủng hộ và đóng góp ý kiến cho em để em có thể hoàn thiện hơn mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ